Trang xin mến trọng và cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Trang cùng dì Tư với lại em Trang với cậu Mười Sáu cùng đi chợ bên dì Tư nè. Chợ này thì chợ gì dì Tư? Chợ An Hữu. Chợ An Hữu nằm đâu dì Tư, giới thiệu cho cả nhà biết luôn. Chợ An Hữu nằm ngoài cầu An Hữu. Nói chơi chứ chợ An Hữu thì nằm ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Thì bây giờ Trang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi chung đi chợ chung với cả gia đình Trang luôn nha. Đây. Chợ An Hữu nằm trên cầu An Hữu. Ừ, gì chứ đâu. Bây giờ thì gia đình Trang đến tới chợ rồi. Và Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô chợ với gia đình Trang luôn nha. Đi từ đường nào vô gì Tư? Đi đường đó. Đường đó hả? Đi. Đi đường này đi xuống chợ. Ở đây thì người ta bán bông vòng vòng đây nè. Bán bông hả gì Tư? Nè, quá trời bông luôn nè. Mà mình đi ngày thường thì nó không nhiều, như mấy ngày Tết mua gì là đẹp lắm rồi ha. Ô bông ly. Mẹ gặp ly là mẹ khoái. Chợ được quẹo chợ, quẹo chợ đi xuống quá trời luôn rồi. Chợ ở đây tao bán trái cây nè. Ở đây là chợ trái cây bán loại luôn gì Tư. Ở đây tao bán thôi. Còn hồi mình xuống dưới là mấy dừa, dừa trái cây. Ở đây là tao bán sạp thôi ha. Ừ, ở đây tao bán sạp. Ồ, trái lựu 50.000 ký hả? À, không. Không không. Ý là mình coi thử cái gì đi chút xíu rồi không có mua rồi. Xuống mua mình xuống dừa mình mua. Ừ. Ở đây là tao bán gì? Hương ơi, bánh lọt kìa Hương. Lắc lên đi, lắc lên đi. Đi đi hết nè. Lên chị biết ăn bánh lọt ở đó Hương ơi. Bánh lọt nó ngon lắm á. Còn biết ăn bánh lọt rồi, lúc trước con không biết ăn. Nhưng mà bánh lọt đó bán ngon. Ổng nói mua lẹ đi không hả? À, thấy không? Ổng đi bộ đó. Trời mưa bán hết chứ bà. Bí ngồi Đà Lạt. À, trái bí. Trời mưa. Trời mưa mà đặt hụt nít nữa. Đầu đi xuống chợ dài dài chỗ này. Trong đây là nhà lồng chợ nè. Nhiêu một bịch vậy bà? 5.000. Thấy bà. Mua 4-5 bịch gì đó. 4-5 bịch ha. Con có bịch đi. Đây là cốm dẹp nha cả nhà. Trời quá bịch. Ừ, nãy mình đi không có xách cái vỏ nữa trời. Rồi đem rồi, rồi tán xong rồi. Tiếc quá à. Sao? Gì vậy? Nãy không quên mua bánh lọt luôn ha. Ừ. Nãy thôi mới không trả lời. Trăm ngàn của. Mua 2 bịch để cho con 2 bịch bánh lọt đi cô. Bịch bự bự đó đi, 2 bịch đi. Bịch 25, 2 bịch 50. Bịch mua này đi con, 2 bịch này thôi. 2 bịch này nhiêu? Bịch này 15. Lấy 2 bịch này thôi. Vậy thôi, bỏ một loại bịch gì đi Hương nè. Lấy bịch đó đi. Vậy ha. Tại nhà mình còn trà sữa quá trời. 25.000, 35.000. Nhà mình còn trà sữa đó. Đi ngang mà gặp bọc bánh lọt là tiếc hoài. Bánh lọt con mua luôn làm ngon lắm. Cái quen quá trời nãy. Ở trong này tôi ở đây mà. À, mấy đứa này nó đi quay đi theo nó chơi. Dạ. Dạ. Con mai ở nhà con. Đẹp đây. Dạ con cảm ơn. Rồi. Đây sắp tiếp cho không? Chỉ sắp luôn. À sách cũng được, còn mua nữa mà mình còn dành mua cho bánh không à. Lấy cái vỏ gì theo chừng bọc không. Muốn gì cân sành tính sắp còn một. Ủa chăm. Đông quá anh chị Tư. Đông, sáng đông lắm. Loại nãy giờ mà chưa hết chợ nữa chị. Còn xa lắm mới tới. Hồi xuống là chợ cá không? Thôi mình chắc mình đi chợ trái cây đi chị Tư ơi.
Để trái cây thôi ha. Dạ. Có ai có nhu cầu mua vàng đeo không? Ơi đẹp lắm chứ bộ. Đúng rồi. Quá trời kiểu đẹp ha. Không, nhưng mà chị thích vàng trắng nha. Thích vàng trắng nha. Ừ, đúng rồi đó. Lố luôn. Rồi trời. Dạ. Lấy rồi đó chứ rẻ gì cơ. Ở nhà mình cũng có 6.000 à. Tại tìm mua. Nãy con thấy cái hũ hoa không Hương? Hũ hoa nó lớn vậy nè, không qua gừng nữa. Để là lát lại nó mua mấy bịch, một bọc một. Về múc à. Ngon quá ha, nhìn hấp dẫn quá. Cái này là màu gì? Gất á. Trái gất á. Ở nhà chị Tư trồng á, nhóc chân đó nó rụng bịch bịch dưới đất. Thấy trái xanh. Ừ. Bọc gì nhiêu bà? 12 con. Bỏ ra cho con. Có thư ký thì trả tiền đồng quyền. Có thư ký trả tiền. Có sò nha. Ta bán đồ chai. Ồ, ở đây ta bán đồ chai này quá trời. Ha. Có mặt có nấu canh chua nữa. Ăn đồ chay giờ mình mua về vậy mình ăn tiện nha. Không ăn gì ra mình mua luôn à. Cái khóm này. Đây xin chợ trái cây nè. Ăn cái cháo không nhiều. Ăn cháo mà bún nhiêu đi. Hả? Bún nhiêu đi. Này đường xuống chợ trái cây. Dạ, chợ trái cây nè. Giờ Trang đi tham quan chợ trái cây có bán lẻ. Ăn kiếm chỗ nào cho mấy em Trang ăn sáng đi vòng vòng bây giờ đói cầm một phần mì ăn thấy thương. Không dám đi trước. Mít hả? Vậy. Kiếm chôm chôm mua đi gì Tư? Hả? Con khoái ăn chôm chôm lắm, kiếm chôm chôm mua hả? Đi kiếm. Không biết có không, đi dạy xuống đây nè. Hình như chôm chôm đắng cái gì kìa, con thấy đỏ đỏ đắng cái gì Tư. Tiền thôi, trái cốc nó bự. Hương, ở dưới này bự à, xuống hương. Đây người ta bán lẻ nhiều nữa, ở đây người ta ít bán lẻ. Còn bán thôi, trái cốc kìa. Mua gì bán lẻ, chị còn bữa không? Em muốn ký ăn à. Đó là chừng trái cây luôn rồi cả nhà ơi. Ở đây con thấy bưởi nhãn cam. Dạ. Bưởi nhãn với cam. Dạ. Bưởi riêng. Đây là chị Tư chăm bên đây nè chị Tư. Nhà vườn bây giờ bán nhiều lắm. Chết hả? Tại con cái lên này rồi vậy. Ở đây đa số là nhà vườn đem ra hay gì Tư? Ở đây vườn đem ra không nè, ở trên đó là bán hàng ta mua bán lại á. Ở trên đó thích chim chôm nào? Thái nhiêu đi chị? Có bán lẻ để ăn không? Dạ. Bán lẻ ăn á. Bán bạch vậy không ai vậy? Vậy hả? Thôi cái này nó... Dạ. Cái này là chục ký đó hả? Ôi. Cái này là Thái đó hả chị? Hả? Cái này Thái gặt nè. Ờ, mua chim chôm Thái đi ngọt. Cái này mới Thái gặt nè. Đúng không? Thái gặt là cái này hả? Ừ. Thái gặt nè. Trái nhỏ mới Thái gặt. Vậy nè. Một trái lớn rồi. Là chị ăn Thái lòng ăn thử trái này coi. Mày tươi nè. Đây mẹ ăn thử trái nhỏ. Nhỏ mày tươi. Còn lớn là chôm chôm vườn mình nó không có. Người ta cũng sẵn chôm bọc bọc. Mày nó ngọt. Vậy là đem bọc nha. Đem bọc nè. Bớt không cưng? Bớt không? Thiệt giá rồi đó dì ơi, chị mua ở đây là còn ngon hơn trên lộn đó. Ờ, mấy con bỏ sỉ ra cho người ta bán lại. Bỏ sỉ lại đi con, bán sỉ cho con. Chị lấy con bọc đi. Đó, chị lấy bọc nào đó, chị lấy chị đem đây. Bọc nào Út? Bọc này tươi nè. Bọc này hả? Bà mẹ ơi, nó nặng vậy sao đi ăn? Trời ơi, cái lâu à.
có hai chợ hủ kìa. Ờ giờ giờ chia ra giùm chia hai cái bọc cho hai người xách luôn không chị? Ba ơi ra chia ra hai bọc này, bà dồn vô cái bọc bự, bà dồn vô cái bọc nhỏ. Rồi. Tại tổ sao vậy trời? Kiếm gì ăn đi, kiếm gì ăn đi vậy Tư? Đi đi kiếm đồ ăn rồi xuống đây nè. Xuống đâu gì Tư dắt đi. Xuống đâu gì Tư dắt đi. Hết rồi. Lê Kima. Tiếc muốn mua dưa hấu ăn hả? Mua đem về ngoái hay gì? Mua dưa hấu đem về ngoái hả? Ở đây chị Trang chị thấy là đa số là cam với là bưởi với lại nhãn. Bây giờ mới thấy được mấy bọc măng cục lạ lạ. Cái góc mà trời đồ cái là lỗ hết. Có. Gà đó hả? Cái đường nào? Thôi đi đường này đừng chưa lên kiếm đồ ăn. Có chỗ có chỗ hết không có chỗ để coi. Không, đi thẳng lên trên kia. Này nè, ở đây là người ta ơi 18.000 luôn. Mấy chị ơi mua giùm em đó mấy chị. Trời ơi con nghĩa kìa trời. Mình đi chợ Ân Hữu là mình kêu là đường này là đường Lô Tẻ. Mình đi lên đó là lên đường mình ra lộ mình về. Đó là chợ cá. Quẹo xuống chợ cá. Thôi vậy cháu mình đi xuống chợ cá đi. Ừ. Cháo nồi bóc bóng với đít nó ngon á. Ừ, cháo nó ngon đó. Cứ làm dấu cái đó thì tôi lựa. Cái này cái này. Rồi. Ba trái được rồi. Được rồi. Đó. Ngon lắm á. Thôi ba trái được rồi, đồ ăn quá trời nhà. Đi hối đầu ok lắm. Để đứa nào sách này? Đây. Tiếp. Đây. Còn. Mua không mua vậy? Sách hai quầy. Hai quầy. Rồi tiếp tục lên đường. Tiếp tục chợ cá gì đây là đường vô chợ cá nè. Đây là đường đi chợ cá chợ Ân Hữu nha cả nhà. Giờ thì mấy đây. Em Trang đói bụng bao giờ đi kiếm chỗ ăn trước mình... đi rồi ăn nha. Rồi thôi mới có đi thì mới đi lại chợ cá nha. Đi đường này luôn, đi đường Lô Tẻ này luôn đi. Rồi đi đến đó bọc đó kiếm đồ ăn được bên đó đó. Dạ thì loại nãy giờ chị Tư cũng đã kiếm được chỗ để ăn uống rồi đó cả nhà. Bây giờ thì Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng vô uống gia đình Trang luôn nha. Có giò heo không? Có xương cổ không hả? Quên. Không có giò hả? Rồi đứa nào ăn gì ăn nha Bi. Ăn sáng bây giờ mình ăn sáng đây. Mời ngồi bạn nào. Còn đứa cậu có. Năm. Thì lại đây thì gia đình Trang thì ăn uống kiêm nha cả nhà, uống thêm nước sâm lạnh nữa. Giờ thì Trang mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn gia đình Trang luôn nha. Rồi thì miếng gào. Rồi mấy gì Tư ơi gào. Hương để gào nè Hương, ăn cho giảm cân con. Trời ơi cổng giá bự quá gì Tư. Ừ giá mập dữ lắm. Trời ơi qua đây cái gì cũng mập hết à. Ừ, ăn hủ mà con. Thì Trang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn uống gia đình Trang luôn nha. Rồi sâm lạnh mời. Mời mọi người. Ăn được cậu. Ăn đi cậu ngon cậu. Cậu. Thêm một tô nữa đi chị ơi. Thích ăn nước gì. Ớt này thơm. Thế là ông tới đây nữa à. Sau khi ăn xong thì gia đình Trang chuẩn bị qua chợ cá để mua một ít đồ để về làm bữa tiệc nhỏ nha cả nhà. Cũng ở đây thì mình thấy ăn cũng khá là ok, ăn ngon cả nhà, ăn sập tô luôn. Thôi bây giờ di chuyển tiếp thôi. Nghỉ hồi nào.
hồi nãy giờ Trang đi chợ thì mua cũng đã đủ đồ rồi. Giờ thì Trang đợi mua ly nước cam nữa thì Trang chuẩn bị về. Trang đi xong chợ này thì Trang cũng có một loại điều nhận xét thì cho ăn ngủ á. Trang đi chợ này thì Trang thấy rất là vui luôn. Ở đây bán trái cây đủ loại mà Trang thấy á, từ đồ vườn chở ra rất là tươi luôn mà rất là ngon, nhìn thấy ngon nữa. Bà con ở đây thì rất là vui vẻ, nhiệt tình. Nhiều khi Trang đi quay thì người ta còn nhường đường cho Trang nữa, rất là vui, rất là hiếu khách luôn nha cả nhà. Còn bây giờ thì Trang đợi lấy nước cam đó, Trang đi về đang mà Trang chuẩn bị làm bữa tiệc nhỏ nha.